Vì sao cần tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ trong 24 giờ sau sinh? Viêm gan B là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây viêm và hoại tử tế bào gan cấp tính hay mạn tính do virus viêm gan B gây ra. Việt Nam là nước có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B cao. Một trong những đường lây truyền nguy hiểm nhất của bệnh viêm gan B là lây truyền từ mẹ sang con. Trong đó, sự lây truyền từ mẹ sang con hiếm khi xảy ra vào giai đoạn mang thai, mà chủ yếu xảy ra vào thời gian sinh đẻ. Trẻ sơ sinh bị nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sẽ có nguy cơ trở thành bệnh mạn tính là 90% và 25% trong số đó sẽ chết vì ung thư gan và xơ gan. Để phòng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con, tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ là biện pháp tốt nhất. Việc tiêm vaccine thực hiện càng sớm thì hiệu quả càng cao, với mũi tiêm trong 24 giờ có khả năng phòng được 85-90% các trường hợp lây truyền từ mẹ sang con. Hiệu quả phòng ngừa sẽ giảm dần theo từng ngày, từ 50-57% và không đạt được nếu tiêm sau 7 ngày. Tiêm vaccine viêm gan B sớm không chỉ có hiệu quả tốt phòng lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con trong khi sinh, mà còn giúp trẻ sơ sinh sớm được bảo vệ khỏi sự lây truyền viêm gan B từ các thành viên khác trong gia đình, người chăm sóc trẻ hoặc từ những trẻ khác qua tiếp xúc trực tiếp với vết xước, chảy máu. Vaccine viêm gan B có thể tiêm cùng một ngày với các vaccine khác mà không ảnh hưởng đến sự đáp ứng miễn dịch của vaccine. Lưu ý, cần hoãn tiêm đối với trẻ đang ốm, sốt, mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính. Đối với những trẻ đẻ non, cân nặng thấp, đẻ khó, mẹ bị sốt trước và sau sinh, nước ối bẩn, con bị ngạt, thai già tháng, trẻ dị tật cũng cần được thăm khám cẩn thận trước khi quyết định tiêm vaccine viêm gan B.